các bạn ơi, đây chính là con Haki Wookie trong Poppy Playtime này. Sao nó lại ở đây các bạn ơi? Wow, hình như có vẻ nó đang sợ hay sao các bạn? Nhìn mặt nó là mình biết nó đang sợ rồi. Ui, ui, sau lưng nó là một con khủng long bạo chúa. Wow, con khủng long bạo chúa này đang đứng trên nhà này bạn ơi. Ê, con khủng long bạo chúa này định tấn công con Haki à các bạn ơi. Nhưng mà một mình con khủng long bạo chúa này thì làm sao có thể thắng được nổi con Haki đúng không các bạn ơi? Quá là bình thường luôn. Haki đã đánh bại con khủng long bạo chúa này mấy lần rồi các bạn ạ. À? Ui không. Wow. Nhưng mà đằng sau đây thì có rất nhiều khủng long ăn cỏ khác các bạn ơi. Ui, hình như những con khủng long ăn cỏ này cũng không thích Haki các bạn ạ. Nó ghét Haki sao ấy. Ui ôi ôi, nên là này Haki của này là bị đấu với lại khủng long bạo chúa này. Haki đấu với cả khủng long ăn cỏ luôn đây các bạn ơi. Ui rồi ôi, mấy con khủng long ăn cỏ này to quá các bạn ơi. Haki không biết có thắng được không đây. Haki đang sợ các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một số con khủng long ăn cỏ nha. Đấy các bạn ơi, bọn nó đang ăn cỏ dưới đất này. Ừ, con nào cổ nó cũng dài các bạn ơi, dài mấy mét luôn đấy. Ui con này cổ dài quá các bạn ơi, ghê chưa. Con này là con to nhất các bạn ơi, con này là con khủng long ăn cỏ to nhất đấy ở trong đây thôi nha, chứ vẫn còn nhiều loại khủng long cổ dài to hơn nữa cơ các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn chưa, tí nữa nó sẽ phải tấn công Haki, nó đấu Haki này. Ui Haki không biết có thắng được không đây. Khi lần này Haki có hai đối thủ bạn ơi. Khủng long bạo chúa thì nó đang đứng sẵn ở trên đây rồi. Đây, khủng long bạo chúa nó đứng sẵn trên đây, nó đang chờ Haki đấu với khủng long ăn cỏ xong là nó sẽ lao xuống nó đấu với Haki luôn đấy các bạn ạ. Còn khủng long bạo chúa thì nó cũng mạnh đấy, nhưng mà khi Haki đấu với lại khủng long ăn cỏ thì Haki mệt rồi ấy. Haki của chúng ta mệt rồi ấy, thì nó sẽ đấu ngay, nó sẽ đánh Haki ngay các bạn ơi. Ok các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem trận đấu giữa Haki và đội quân khủng long ăn cỏ các bạn nha. Các bạn ơi hãy ấn like video, đăng ký kênh nha. Nhấn chuông thông báo để xem nhiều video hay hơn của mình nha. Đây bắt đầu có trận chiến này. Các bạn ấn like hết chưa nào? Ấn đăng ký kênh hết chưa? Và chuẩn bị xem trận chiến nữa các bạn nha. Ok. Trận đấu giữa Haki Wookie trong Poppy Playtime và đội quân khủng long ăn cỏ bắt đầu. Dù ôi đi chạy đây, mình chạy đây cho an toàn các bạn ơi, không có khủng long nó dẫm vào người mình đấy. 1 2 3 boom, Haki đã xông lên. Ô Haki đang bị con khủng long này đánh bay ra này các bạn ơi. Ui Haki này, ui ui Haki ui Haki kìa. Ui các bạn ơi, ra xem. Ui Haki đang ở giữa một rừng chân luôn các bạn ơi. Haki ui Haki đã hạ gục được một con khủng long rồi. Ui êu ơi, Haki đâu rồi. Ui Haki chết rồi các bạn ơi. Haki nó hạ gục được nhiều con khủng long nhưng mà Haki nó cũng bị chết luôn ở đây rồi này. Ôi rồi ôi các bạn ơi. Ui Haki này. Ui cái gì đây? Haki vẫn sống à? Chết rồi mà. Ui cái gì đây? Ôi các bạn ơi, không phải nó chết rồi các bạn ơi, không biết xuất hiện ở đâu một con Haki nữa này. What? Ôi thật bất ngờ các bạn ơi. Ôi Haki gì đây? Ui chết rồi các bạn ơi. Chuyện lạ gì đây các bạn ơi? Từ từ các bạn ơi, xem theo dõi con này các bạn nha. Theo dõi con Haki này đã. Ui ôi nó cắn nhanh quá. Ui dồi ôi, còn một con đang tắm ở dưới sông này nữa. Con Haki nó cũng đang đến rồi này. Ui tôi xong rồi. Haki mạnh dữ, nhìn nó rất đi từ từ các bạn ơi. Ui Haki này mạnh chưa? Ê ơi, tại sao nó lại xuất hiện ra nhỉ các bạn nhỉ? Tại sao mình thấy con Haki nó bị tấn công chết cơ mà tại sao đùng một phát nó lại xuất hiện một con Haki đấy các bạn ơi. Đây này, đây các bạn xem nhá. Đây đúng không? Ui hay là nó biến hình ra. Đây nha, đây là một con Haki đúng không? Haki này nó bị tiêu diệt rồi mà, đúng không? Tại sao nó lại xuất hiện ra một con Haki nữa? Kinh khủng nhỉ. Đây đúng không? Đây đúng không? Hai con Haki đây đúng không? Con này vừa bị tiêu diệt xong mà. Wow. Thì ra nó có thể phân thân à. Nó có thể biến ra nhiều con Haki các bạn ơi. Ui nó mạnh đấy. Lần này thì mình sẽ cho con Haki mạnh nhất thế giới để đấu với con khủng long bạo chúa này. Thì làm sao khủng long bạo chúa thắng được các bạn ơi. Ok nha, bây giờ tiếp tục xem trận chiến giữa Haki và khủng long bạo chúa các bạn nha. Đấy, xem nào, con nào sẽ là người chiến thắng các bạn ơi. Ok. Ấy, các bạn ơi, con Haki này,
Ê, các bạn xem này, con Haki đang nhìn con khủng long bạo chúa này. Ui dồi ôi, hai đối thủ đang rất là nhìn nhau các bạn ơi, nườm nhau luôn. Con khủng long bạo chúa nó đang nhìn con Haki các bạn ơi, nó muốn ăn thịt con Haki này. Một con Haki này nó không biết tại sao nó lại sống dậy các bạn ơi, thề sao nó lạ thế nhỉ. Khủng long bạo chúa rất là đói đấy các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau xem trận chiến giữa Haki và khủng long bạo chúa này nha các bạn nha. Ok, hãy xem đây, ai sẽ là người giành chiến thắng các bạn ơi. Boom, Haki đã xông lên. Ui, khủng long bạo chúa nhảy xuống rồi các bạn ơi. Wow, wow, wow. Ui, Haki, Haki đang tấn vào lưng của khủng long bạo chúa các bạn ơi. Khủng long bạo chúa hốc con Haki ra luôn đấy. Ui, 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 anh. Wow, Haki đã hạ gục được con khủng long bạo chúa rồi. Ui không, trời ơi, vậy con này là con nào đây? Con này hôm nay còn bị khủng long ăn cỏ hạ gục cơ mà. Ui, chết tươi. Chuyện gì đang xảy ra với các bạn ơi? Hay là con Haki nó vẫn còn sống, nó bất tử các bạn ơi? Nó không thể bất tử đâu các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ đi săn lùng con Haki các bạn nha. Úi dồi ôi, mạnh đấy, ghê gớm đấy, được lắm. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà của mình mang mấy khẩu súng của mình ra các bạn ơi. Ui, răng con cá, răng con này ghê chưa. Rồi ok các bạn ơi, và bây giờ thì mình sẽ đi xử lý cái con Haki các bạn nha. Mình, các bạn thấy mình có khẩu găng chất không? Rồi Haki rồi, mày đâu rồi, bước ra đây, anh cho mình biết tay các bạn ơi. Ui 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 ui, các bạn ơi, sao lần này bọn chúng xuất hiện ra nhiều Haki cho các bạn ơi. Nhìn này, 1, 2, 3 con Haki, và một con Haki lúc nãy này đang nằm ở đây các bạn ơi. Ôi rồi ôi, chết rồi. Bọn Haki kia, tao con nằm mà hại cái con Haki này của bé nhỏ này của chúng mày đâu, mà sao chúng mày đến nhà tao đông thế các bạn ơi. Ui, bọn chúng kéo quân đến các bạn ơi. Bọn chúng kéo cả nhóm Haki đến tấn công mình luôn hay sao các bạn ơi. Ui, bọn chúng đòi bắt mình à các bạn ơi. Mình đâu có làm hại con này đâu, nó có khủng long ăn cỏ mà. Trời ơi, thôi lần này mình phải quyết định phải đấu với bọn ba con Haki cơ chứ không phải mua Haki đâu các bạn ơi. Ui khó quá các bạn ơi. Các bạn ơi ấn like ủng hộ mình nha các bạn nha. Ui dồi ôi, được rồi, bây giờ mình không ngán vào nó đâu các bạn ơi. Đứng từ trong nhà bắn nó vắt, bắn nó bay này. Wow, khẩu súng này mạnh quá các bạn ơi. Một viên đã hạ gục được con Haki rồi. Ôi giời ơi. Ôi thôi, nhưng mà hết đạn rồi các bạn ơi. Ôi hết đạn rồi các bạn ạ. Súng ngon thế mà hết đạn các bạn ơi, cay thế nhỉ. Làm sao biết, chưa biết được mình các bạn ơi, nó chưa biết mình. Ui, con này phát hiện mình các bạn ơi. Wow, chạy rồi các bạn ơi, súng bắn bắn vào chân nó các bạn ơi. Con Haki Cookie phải bắn vào chân nó cơ. Ui dồi ôi, chết rồi, của súng kia ngon quá đi, hết đạn các bạn ơi. Trời ơi, còn khẩu nào chất hơn nữa không, còn khẩu nào chất hơn nữa không các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi, súng vàng này, mày, chết đi, Haki, ui, bắn chảy máu chân ra đây các bạn ơi. Ui, nó đang bị đánh mình đau quá các bạn ơi. Ui, mình đau quá. Mày á. Ui, chạy, mày biết bơi không? Mày có biết bơi không? Mày biết bơi, tao biết bơi này, tao biết bay này, biết bơi. Hai con nữa các bạn ơi. Còn hai con này nữa này. À, bắn cho nó. Ui, các bạn ơi, máu con nó này các bạn ơi. Đấy, đấy rồi các bạn ơi. Mình sẽ sử dụng virus corona. Đấy, virus corona này các bạn ơi. Mình sẽ tiêu diệt Haki bằng virus corona. Vào đây, các chú vào đây, tuổi gì ăn anh các chú ơi. Anh chạy lên đây luôn con này. Mình sẽ đặt bẫy luôn các bạn này. Đây, một quả này. Ấy. Vào đây, hai quả này. Ấy, nó đi vào đây, nó sắp phải virus các bạn ơi. Đi vào đây. Ba quả này. Ấy. Wow! Cháy luôn người Haki các bạn ơi. Các bạn nhìn người Haki nó bị cháy này. Ha! Người Haki nó bị cháy rồi. Yeah, virus corona mạnh chưa các bạn ơi. Úi giời ơi, lại một quả nữa này. Ôi sao mà nó vẫn trâu thế nhỉ? Nó vẫn đi, nó le quýnh mình các bạn ơi. Nhìn nó cháy này các bạn ơi. Các bạn cho mình cho các bạn xem nhá. Ui, từ ra mình dừng lại cho các bạn xem. Nhìn người nó cháy, nhìn sợ cực các bạn ạ. Đây. Ý, các bạn nhìn người nó bị cháy này. Ấy, ui, nó bị chết luôn ấy. Ui, cái nửa này nó đốt cháy được nó các bạn ơi. Ô, vậy đây còn một con Haki thôi. Mày cuối cùng cũng sẽ phải ra đi thôi mày ơi. Xem đây, quả này mày biết là quả gì không? Quả virus corona này. Ui dồi ôi, sao con này trâu thế nhỉ? Mày thêm quả nữa này. Ui giời ơi. Ui, mày á. Chết đi. Ui, nó đang nghe mình các bạn ơi. Sao con kia thì bị chết rồi mà con này mãi chưa chết các bạn ơi. Chết đi. Đây, mình vứt ở đây nha các bạn nha. Vứt quả bom này ở đây. Đấy. Đây này, đây này. Mình sẽ bẫy nó đi đây. Ui, nó ngay đây luôn này. Sao nó khỏe nhỉ? Sao con này nó khỏe các bạn ơi?
Bao nhiêu của bom người nữa nó cháy mãi mà nó chưa bị sao luôn này. Rồi. Mày. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ phải dùng sức mạnh cuối cùng các bạn ơi. Virus corona diệt được một con nhưng con này nó không bị nhiễm virus corona các bạn ơi. Úi giời nó đánh mình ghê quá. Này, không bị nhiễm virus corona này. Yeah. Người nó vẫn còn cháy luôn các bạn ơi. Wow. Các bạn thấy chưa? Bọn Hakioki này nó ghê gớm các bạn ơi. Người nó cháy luôn nha các bạn nha. Bọn nó nói chung là rất là khỏe luôn đấy các bạn ạ. Phải dùng những cái khẩu súng mạnh nhất với hạ gục được nó các bạn ơi. Ui. Nay mình hạ gục được 3 con Hakioki rồi các bạn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video này nha. Các bạn thấy video này của mình có hay không? Nếu thấy hay thì ấn like video các bạn nha. Và đăng ký kênh nha. Ủng hộ mình nha các bạn nha. Đấy. Haki rồi. Ok. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Nhân BB nha các bạn nha. Ok. Chào mọi người.